Xin chào và xin cảm ơn anh chị đã quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán Minh Phụng. Như vậy thì với cái nội dung video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kỹ thuật ngắn hạn đối với cái chỉ số VN-Index trong những cái phiên sắp tới, đó là phiên ngày 11 tháng 4. Các anh chị đang nhìn trên cái khung thời gian chặt ngày đối với cái chỉ số VN-Index của chúng ta. Nếu như mà chúng ta tính trên cái khung thời gian ngày thì VN-Index của chúng ta đang xuất hiện ba cái phiên điều chỉnh sau khi mà chúng ta thấy là tiếp cận vào cái khu vực kháng cự cũng như là cái khoảng gap hở, khoảng gap trống này nè. Thì đây là cái vùng cản cũng như là cái vùng kháng cự ngắn hạn đối với cái chỉ số VN-Index, nó quanh những cái mốc 1080 hoặc là cái mốc 1075 thì chúng ta sẽ mặc định ở trên đây là cái khu vực kháng cự, khoảng gap hở đối với cái chỉ số VN-Index. Và cái khoảng gáp hở cũng như khu vực kháng cự này đã xảy ra ba cái phiên, chúng ta gọi là ba cái phiên chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư cũng như là các cái nhóm ngành, cụ thể là các cái nhóm ngành như là thép, chứng khoán, đầu tư công thì đang có những cái áp lực về việc chốt lời ngắn hạn ở trên cái khu vực kháng cự này. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta nhìn sang cái khung thời gian chặt tuần á, thì các anh chị thấy là cái khung thời gian chặt tuần nó có những cái góc nhìn tích cực hơn khi mà nó đang tiếp tục vươn lên, tạo những cái nền giá cao hơn tuần trước. Chúng ta thấy là tuần tiếp nối tuần nó cứ cao hơn và nó đang bo thành cái hình vòng cung này. Tuy nhiên thì cái biên độ rất là ngắn, do vậy dễ xảy ra những cái rung lắc trong phiên. Tuy nhiên thì chúng ta thấy góc nhìn này, các cái chỉ báo cũng như là các cái nến giá của cái khu vực nến tuần á, nó đều đang giao dịch và cao hơn cái vùng chỉ báo trung bình đồng MA20 phiên, đúng không ạ? Theo đó thì trước những cái áp lực bán cũng như là những cái rung lắc trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ xác định cái vùng hỗ trợ tiếp theo đối với cái chỉ số VN-Index. Thì các anh chị cùng nhau nhìn sang cái khung thời gian chắc ngày này, chúng ta sẽ có những cái mốc hỗ trợ, đó là test lại khoảng 1063 đối với chỉ số VN-Index trong ngắn hạn các anh chị nha. 1063 thì với cái áp lực và cái khối lượng ngày càng bán một tăng lên như thế này, ví dụ như trong phiên ngày hôm nay chúng ta có cái giá trị giao dịch là tầm 15.000 tỷ thì tổng cái khối lượng giao dịch khớp lệnh thì chúng ta thấy là đạt từ 800 cho đến 850 triệu cổ phiếu. Như vậy thì cao và nó ngày càng tăng cao với cái áp lực bán như thế này. Do vậy thì với cái việc test lại cái mốc 1063 có khả năng sẽ tiếp tục rơi để điều chỉnh về những cái mốc hỗ trợ sâu hơn. Mà các anh chị có thể nhìn trên cái biểu đồ kỹ thuật, đó là cái mốc mà chúng ta kéo cái vùng hỗ trợ này qua, thì nó cũng trùng với lại MA20 cũng như là trùng với lại cái điểm giao tiếp chuyển giao giữa cái đám mây Kumo luôn. Thì cái khu vực này á, nó sẽ xác định cái vùng hỗ trợ đâu đó khoảng 1053 cho đến khu vực 1055. Đó, như vậy thì chúng ta đang có hai cái mốc như này. Mốc trên cùng, mốc gần nhất là mốc 1063. Tổng có mốc này thì tiếp tục rơi và test lại cái mốc 1053, 1055. Và như cái kịch bản mà mình cũng chia sẻ cùng với các anh chị trong room đầu tư cá nhân của chúng ta, thì chúng ta canh hai cái mốc này. Nếu như cái giai đoạn này cái mốc 1063 thủng thì chúng ta tiếp tục chờ cái việc xác nhận đến cái mốc tiếp theo 1053, 1055 để chọn cái điểm mua mới đối với các kiểu phố. Như vậy tóm lại ở trong ngắn hạn thì với những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn như thế này á, thì cái quá trình điều chỉnh này á, nó sẽ vượt qua cái ngưỡng chịu đựng 1063 và có khả năng tiếp diễn đến cái mốc hỗ trợ cao hơn, sâu hơn, đó là 1053, 1055. Với hiện tại á, thì cái trạng thái của cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nó đang có cái sự suy yếu trong những cái nhóm này cũng như là những cái nát rung lắc ở trong những cái phiên điều chỉnh cuối tuần, thì chúng ta thấy là các cái cổ phiếu trụ ví dụ như là Vingroup. Đó, thì chúng ta thấy là Vingroup này, Vietcombank. Đó, thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu trụ đều đã hạ những cái độ cao về cái nền giá ngắn hạn. Do đó cái sự đột biến của xu hướng của nhóm này khả năng sẽ tác động lớn đến cái xu thế của các cái chỉ số. Chúng ta sẽ xác định cụ thể hơn, chi tiết hơn các cái nhóm ngành mà chúng ta cần phải chú ý trong quá trình điều chỉnh này. Nếu như mà các anh chị vẫn đang nắm giữ các cổ phiếu trong các nhóm ngành đó thì chúng ta phải có chiến lược cơ cấu, thì gọn các danh mục, hạ tỷ trọng để chúng ta dành tiền sau khi cái nhịp chỉnh nó hoàn thành và có những cái điểm xác nhận, thì các anh chị canh vào những cái mã cổ phiếu khỏe hơn. Giai đoạn này chúng ta chỉ nên giữ lại những cái cổ phiếu và nhóm cổ phiếu có điểm mua an toàn và vẫn còn trong cái xu thế dòng tiền tốt. Còn những cái nhóm cổ phiếu đã xác nhận điều chỉnh thì cố gắng tỉa gọn để chúng ta cơ cấu cái danh mục sao cho nó thật hợp lý. Đầu tiên đó là cái nhóm thép cũng như là cái nhóm xây dựng đầu tư công đang có những cái xu hướng và những cái nhịp điều chỉnh, cũng như là cái nhóm phân hóa ở đây này cũng đang có những cái nhịp điều chỉnh. Chúng ta sẽ đi vào cái nhóm thép đầu tiên này. Xét về cái trạng thái phân tích trong cái bảng Excel thì chúng ta đang có những cái thông tin về việc giảm điểm và điều chỉnh đối với các cổ phiếu trong nhóm thép. Chúng ta sẽ lướt qua như sau: Hòa Phát. Hòa Phát ngày hôm nay đã gãy MA20. Tất nhiên trong ngắn hạn khi gãy thì sẽ có một cái lực cầu rất là nhỏ cũng như là dòng tiền yếu.
bắt đáy và sẽ có một cái nhịp bull lên đâu đó tầm vùng 21. Tuy nhiên với cái trạng thái hiện tại thì chúng ta nhìn rộng hơn một tí thì Hòa Phát vẫn đang đi trong cái nền ngang. Khi mà chạm vào kháng cự thì cổ phiếu sẽ tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ để xây nền và test cung ở khu vực giá chúng ta thấy là đâu đó tầm giá 20 các anh chị nhé, tầm giá 20. Do vậy thì xu hướng diễn biến trong ngắn hạn đối với Hòa Phát là rung lắc, sẽ có những nhịp bull hồi lên vùng 21. Tuy nhiên thì về kết quả thì chúng ta vẫn xây dựng cái nền giá ở đâu đó tầm vùng 20, 20.4 trong cái thời gian sắp tới đối với cổ phiếu Hòa Phát. Dòng thép thì có Nam Kim là mã cổ phiếu đã bị gãy trend, chúng ta thấy là rất là rõ ở trong cái vấn đề này. Khi mà giá hiện tại là 14.45 đang giao dịch và vận động giá dưới cái khu vực nền giá cân bằng, đó là khu vực giá 15.5 cũng như là cái ngưỡng trung bình động M20 phiên 15.6 ở đây. Và cái kênh tăng của Nam Kim cũng đã bị đánh gãy ở những khoảng thời gian dịp ngày 31 tháng 3, cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Thì có vấn đề này xảy ra đã khiến cho Nam Kim bị gãy trend và xu hướng hiện tại trong ngắn hạn là đang điều chỉnh. Tất nhiên những cổ phiếu đã gãy trend và điều chỉnh thì bắt buộc anh chị phải chờ cái tín hiệu xác nhận trước khi xác định cái việc mua và chọn cái điểm mua mới đối với các cổ phiếu nằm trong cái nhóm ngành này. Hoa San cũng trong cái trường hợp tương tự, khi mà ngày hôm nay thì cái sức bán của Hoa San rất là cao, chúng ta thấy là tầm 23, gần 23 triệu cổ phiếu, khiến cho cổ phiếu bị gãy cái vùng giao dịch và cái vùng nền đã xảy ra trong thời gian sắp tới. Thời gian trước thì Hoa San đã xây được những cái nền giá ngay tại khu vực giá 16, tuy nhiên thì nó lại bị vướng kháng cự vùng 16.8, không thể vượt qua trong nhiều phiên test ở trên cái vùng này. Lực cầu yếu khiến cho cổ phiếu xảy ra cái áp lực bán và chúng ta thấy là ngày hôm nay kết quả Hoa San rơi về vùng 15.6 và có khả năng tiếp tục giao dịch trong kênh dưới các anh chị nhé. Những cái cổ phiếu đang giao dịch trong kênh dưới các anh chị chú ý là chúng ta phải chờ điểm xác nhận để xác định điểm mua mới hoặc là xây dựng điểm mua tiếp theo. Thép Tiến Lên. Thép Tiến Lên cũng trong cái tình trạng tương tự này. Tuy nhiên thì cái kênh của Thép Tiến Lên thì chúng ta thấy là vẫn còn rất là sát với lại cái kênh tăng. Do vậy thì con này nó vẫn đang cố xây dựng một cái nền giá ngay tại khu vực giá 6.9 cho đến vùng 7.0 các anh chị nha. Thì cái con này cũng tương đối là ổn. Tuy nhiên những cái mã cổ phiếu này thì các anh chị thấy là xảy ra phân kỳ hai đoạn MACD và đang có những cái áp lực bán bị gãy trend khiến cho cái xu thế ngắn hạn tương đối là xấu. Việc nắm giữ những mã cổ phiếu này khiến cho nó bị thu hẹp và hạn chế lại, khiến cho các anh chị cần phải đưa cho cái chiến lược đó là cơ cấu và tỉa tỷ trọng để cho nó an toàn trong ngắn hạn thôi các anh chị nhé. Còn cái việc mà chúng ta tỉa xong thì cái phần tiền chúng ta tỉa đó, chúng ta thực hiện sang cái việc lựa chọn những cái nhóm cổ phiếu và những cái dòng cổ phiếu khỏe hơn. Trước tiên thì mình sẽ phân tích những cái nhóm đang yếu để các anh chị có cái việc là cân nhắc trong cái quá trình cơ cấu. Nhóm dầu khí đang rơi vào trạng thái tiêu cực dần và cũng có những cái nhịp tương đối là yếu, chúng ta có thể lướt qua. Ví dụ PVD thì liên tục có 3 nhịp bán, có khả năng thì chúng ta thấy là hướng về cái khoảng lấp gáp đó là vùng 20.3, 20.4. Thì những cái nhịp này thì vẫn đang vận động trong may là chính các anh chị nhé. Những cái con này đang trong cái ngưỡng test vùng cân bằng, chỉ báo MA20 thì các anh chị thấy là vẫn đang hướng xuống này. Nến thì đang giao dịch trong vùng may, khá là nhiều các áp lực. Do vậy thì nếu như thị trường yếu thì cái nhóm BVD cũng như là cái nhóm dầu này bắt buộc phải có những cái nhịp chỉnh. Tuy nhiên mình nhận xét là nhóm dầu chỉnh nhẹ, và khi mà có điều kiện nó test thành công cái vùng chỉnh nhẹ thì các anh chị có thể vào để lướt cái nhịp T cộng ngắn hạn trong những cái nhịp hồi các anh chị nhé. Nhóm này thì chúng ta vẫn canh giá lúc mà giá đỏ điều chỉnh, thì chúng ta vẫn canh vào khi mà có giá tốt để các anh chị lướt được. Ví dụ BVD này, nó mình chỉnh nhẹ về đâu đó tầm vùng 20, 20.3 thì cũng rất là hợp lý để chúng ta vào rồi chúng ta lướt lên lại vùng giá 21x đó, cũng rất là hợp lý. BVD, BVF thì giữ nền tốt hơn BVD một tí các anh chị nhé. Nếu như mà chúng ta xét về BVD này, các anh chị thấy là ba cái nến chỉnh liên tiếp có khả năng lắp gáp, chỉ báo trung bình động thì hướng xuống, banh thì đang bóp vào giao dịch trong vùng may. BVS thì xảy ra một cái trạng thái tích cực hơn, giá điều chỉnh không nhiều, vẫn bám và giữ được cái mốc tham chiếu. MA trung bình động thì bẻ ngang và chúng ta thấy là có khả năng giữ được nền giá 25.3, 25.4, cũng là một trong những điểm mua rất tốt và hợp lý đối với mã cổ phiếu BVS này. OI thì giữ nền tốt và chúng ta thấy là nếu như xét về dòng dầu thì OI đang tốt hơn BVS và tiếp tục cao hơn BVD. OI thì đang xây dựng và có cái nền mua tại vùng 8.9, bị đạp xuống 8.9 thì mua này, rồi lướt ngắn lên đâu đó tầm 9.2, 9.3 là bán này.
biên như vậy là nó xảy ra đâu đó tầm 4, 3 cho đến 4% phù hợp cho cánh chị T cộng nha, phù hợp cho cánh chị T cộng. Thế còn BSR, BSR thì cũng đang giữ nền rất là tốt anh chị nhé, giữ nền rất là tốt. Mặc dù là giao dịch trong May vẫn còn vướng rất là nhiều những cái vùng cản và kháng cự như là vùng 16.5 và vùng 16.7. Tuy nhiên thì BSR vẫn đang giữ tốt tại khu vực giá 16. Và với vùng giá 16 này thì nó vẫn chưa phủ định cái cây nến tan ở trong phiên ngày 3 tháng 4. Chứng tỏ thì lực cầu vẫn đang giữ và đang neo vào mã cổ phiếu BSR này rất là tốt. Thì mình lọc sơ qua đối với cái dòng dầu khí á, thì mình thấy là BSR oi vẫn đang có những cái khu vực và giữ giá khá là tốt, phù hợp chúng ta canh những cái nhịp giảm nhẹ trong phiên, những cái nhịp chỉnh đỏ để chúng ta mua test thăm dò ha. Còn BVD, BVS đó, thì những cái tín hiệu này có thể là sẽ bị điều chỉnh sâu hơn một tí, tuy nhiên vẫn còn điều kiện để các anh chị tham gia. Tiếp theo đó các anh chị có thể theo dõi cái nhịp chúng ta gọi là bị bán mạnh trong phiên ngày hôm nay thuộc về các cái nhóm cổ phiếu của dòng xây dựng, đầu tư công cũng như là một số cổ phiếu của nhóm phân hóa này, nhóm thép thì chúng ta thấy là xu hướng nó đang bị kìm xuống rồi, bị kìm xuống rồi đúng không ạ? Tiếp theo đó là cái nhóm xây dựng, cái nhóm đầu tư công á, thì nó vẫn đang có những cái dấu hiệu chúng ta thấy là nó di chuyển theo cái dòng tiền của cái dòng thép. Do vậy thì chúng ta cũng cân nhắc cái nhóm này, cắt tỉa nếu như mà các anh chị đang nắm ở những cái vị thế giá cao thì cái biên an toàn nó không có thì chúng ta bắt buộc phải xảy ra cái vấn đề này. Mình sẽ phân tích HBC. HBC thì nền May và cái vùng kháng cự khá là dài ở trên này. Tất nhiên những cái mã cổ phiếu này thì cái trend nó không thể duy trì lâu dài được anh chị nhé. Thì nó sẽ vận động tiếp tục và duy trì trong cái kênh giảm. Những cái con này rất là yếu, chúng ta mua thì chúng ta cắn chọn những cái con nào đang giao dịch nền giá trên. Còn HBC thì mình nhận định rất khó mua và rất khó đầu tư ở giai đoạn này, nó khó hơn CTD nhiều anh chị nhé. Nếu như xét về CTD thì mình vẫn thấy là chúng ta có cái biên lợi nhuận rất là cao, cao hơn và dễ đầu tư hơn rất là nhiều so với HBC ở trong cái giai đoạn này, được chưa? Còn riêng đối với CTD thì đang gặp cái vùng kháng cự trên. Anh chị có thể thấy là cái điểm 48.5 ở đây là cái vùng kháng cự đối với mã cổ phiếu CTD. Khi gặp kháng cự thì nó rung lắc như thế này thì tương đối là mạnh rồi. Chúng thấy nó điều chỉnh như thế này là cũng tương đối là tốt rồi đúng không ạ? Không gặp cái áp lực bán nhiều. Nếu như mà xảy ra cái áp lực bán và rung lắc á, thì tại đây nó có hỗ trợ này. Chúng ta có 1-2-3 cây nến này, các anh chị thấy là 1-3 cây nến, xong đó rồi có một cái dấu chầm, dấu chấm đỏ ở trong này, lên trên này lại có một dấu chấm đỏ này. Thông thường mà hai dấu chấm đỏ liên tiếp á, thì nó sẽ ra cái khả năng đảo chiều, và nếu như đảo chiều thì nó sẽ rơi gần gần về cái dấu chấm đỏ thứ hai ở đây. Do vậy thì chúng ta xác định cái ngưỡng mua đâu đó tầm giá 45x thì nó sẽ hợp lý, dưới 45 thì càng tốt ha, 44-45 này. Đó, thì đó là cái ngưỡng là chúng ta canh, chúng ta bắt lại đối với mã cổ phiếu CTD. Nếu như các anh chị muốn bắt đối với mã cổ phiếu này thì nó sẽ lùi về đây, nó test một tí, có thể nó rung lắc vùng này rồi sau đó nó mới kéo lên lượt trở lại. Thì chúng ta bắt ở cái vùng này, ở dưới cái ngưỡng mà mình vừa vẽ ra thì nó sẽ hợp lý và nó sẽ có biên an toàn cho các anh chị, đúng không ạ? Đó là CTD. LCG ngày hôm nay cũng bị bán mạnh này, giảm 4%. Con này thì chúng ta thấy là nó nắng ở trên cái mốc kháng cự này cái thời gian khá là dài. Cái mốc 13 các anh chị, 13.3 đó, thì nó nắng ở cái vùng này cái khoảng thời gian rất là lâu. Khi nó bị nắng lâu như thế này thì nhà đầu tư họ sẽ bị mất kiên nhẫn. Và khi mà mất kiên nhẫn thì khi mà thị trường có những cái biến động động thái gì lớn hay nhỏ thì nó cũng bị bán mạnh ra thôi. Những cái con này thì chúng ta phải chờ nó tái tạo cái nền mới, tạo cái nền giá chiết khấu tốt hơn thì chúng ta mới vào lại. Còn những cái con bị nắng ở trên này thì chúng ta hạn chế đu ở trên cái vùng giá cao ha. Những video trước thì mình cũng phân tích nói rất là kỹ về cái việc chúng ta hạn chế đu ở trên cái vùng bị nắng này đối với các cái mã cổ phiếu. Rồi FCN, FCN cũng bị nắng, nó cũng chưa thoát mặc dù trên vùng May, giá giao dịch trên vùng May. Tuy nhiên FCN chúng ta thấy là bị nắng khoảng đâu đó từ 4 cho đến 5 phiên rồi, ngày hôm nay mới có cái phiên giảm, phiên đạp. Những cái con này thì cái dòng tiền nó không đều đặn và cái áp lực bán xảy ra với cái biên mạnh hơn cái nhịp tăng. Do vậy thì những con này chúng ta cẩn trọng. Mua thì mình thấy cái dòng này thì chỉ còn CTD, cái nhóm xây dựng là ổn nhất thôi ha. CTD là ổn nhất thôi. Đó. Rồi tiếp theo những cái mã cổ phiếu khác chúng ta cùng nhau phân tích xem, ví dụ như là VCG. VCG thì như mình đã nói trên đây là vùng 21, ở trên là vùng bán, còn cái vùng mua thì các anh chị cố gắng mua vùng 19x giúp mình nha. Đó là cái cách đánh của VCG, mua ở vùng 19x, bán ở trên vùng 21x đối với VCG. HHV,
HKV ngày hôm nay gãy kênh tăng rồi, HKV giảm như thế này thì chúng ta phải chờ đâu đó tầm 12.5 cộng trừ để chúng ta mua và chúng ta lướt lại các anh chị nhé. C4G, C4G thì bị neo trên vùng cản các anh chị nhé, neo trên vùng cản cũng rất là khó để chúng ta vào vùng 11.9 này. Tốt nhất là chúng ta chờ vùng 11.5 cộng trừ các anh chị vào. Con này thì lực cầu vẫn tốt, chúng ta thấy là cái nhóm này thì lực cầu vẫn còn, chưa có là áp lực bán và chưa có dấu hiệu khủng hoảng. Tuy nhiên thì anh đang có hai cái nến xếp chồng, đúng không ạ? Hai cái dấu chấm đỏ chúng ta thấy là nằm ngang như thế này thì nó sẽ reset lại đâu đó tầm cái mốc 11.7 hay mốc 11.5 thì chúng ta vào được, thì cái giá đó chúng ta căng ke chúng ta vào được, chúng ta đánh ngắn hạn, đánh T cộng đối với C4G các anh chị nhé. Rồi đó là những cái nhóm mà các anh chị chú ý giúp mình một tí nhé. Nhóm chứng cũng vậy, nhóm chứng thì nó tăng rất là cao rồi. À, thì bây giờ chắc chắn là nó phải điều chỉnh nhẹ thôi là chúng ta vào lại. Còn cái nhóm thép chú ý, đầu tư công cũng chú ý, một số mã cổ phiếu bị rơi vào phân kỳ hay đỉnh. DBM giao dịch dưới mây, cổ phiếu này cái trend khá là ngắn các anh chị nha, trend khá là mắng là yếu. DCM cũng giao dịch dưới mây. Những cái con này chúng ta cố gắng là bắt cái trend ngắn thôi, ví dụ bắt vùng 23x lướt lên tầm vùng 25x chúng ta bán ra ha. Rồi, đó là những cái nhóm yếu mà cân nhắc cái việc cắt tỉa nếu các anh chị đang nắm. Thế còn mà nhịp giảm này mà chúng ta canh mua mới thì các anh chị chú ý một số con nó đang nổi trội, mình có thể phân tích này. Ví dụ HAH này cũng đang rất là nổi trội, những con này có giá đỏ, giá đạp mạnh thì các anh chị cứ mua vào, rất là hợp lý cho những cái nhịp hồi các anh chị nhé. HAH có những cái điểm mua ở vùng 36.6 hoặc là sâu hơn đó là vùng 35.6, hai cái vùng mua đối với HAH khi mà rung lắc và điều chỉnh. KBC cũng trong một cái chiến lược rất là mạnh, con này cũng đang rất là khỏe với những cái vùng mua hợp lý như là vùng 25.3 hoặc là sâu hơn đó là cái vùng lắp gáp 24.3, hai cái vùng các anh chị chú ý đối với KBC, những cái con khỏe thôi các anh chị nhé. Mình lướt ra cái nhóm thủy sản cũng đáng để các anh chị chú ý khi mà ngày hôm nay nó không bị cái áp lực bán nhiều mà nó còn có lực cầu cũng như là cái dòng tiền luân chuyển, dòng tiền nó luân chuyển qua nè. ANV chúng ta có biên mua ngay tại khu vực giá 31.7 cộng trừ. VHC vẫn đang giao dịch tích lũy, những cái nhóm này thì nó phải tích lũy nền lâu rồi sau đó nó có một cái nhịp bull lên rồi sau đó là tiếp tục rời xuống, các anh chị thấy cái phiên ạ. À? Thì chúng ta nếu như mà chúng ta đánh đổi ở đoạn này thì có ANV hợp lý này, ANV hợp lý. Còn cái nhóm đường thì nó chạy lâu rồi, chúng ta có thì chúng ta tiếp tục nắm giữ hoặc là tỉa ở trên cái vùng kháng cự. SBT cũng đang tăng tốt này. À, có vùng mục tiêu 16x là chúng ta tỉa dần. Hoặc là QNS cũng vẫn đang giữ được cái nhịp tăng rất là tốt. QNS thì có tỉa bớt ở cái vùng 42x các anh chị nhé. Nên đây có cản này. Tuy nhiên thì cái nhịp tăng mình xác định nhóm đường vẫn còn các anh chị nhé. Tại vì cái giá đường thế giới hiện tại vẫn đang lập đỉnh và tăng rất là tốt. Theo vậy thì QNS và SBT vẫn còn rất là nhiều cái tiềm năng. Tiếp theo đó là hai cái mã cổ phiếu thuộc về nhóm công nghiệp thì chúng ta có BHR và GVR. Hai cái con này thì chúng ta thấy là vẫn đang duy trì quanh cái nền tích lũy thì cũng rất là hợp lý để chúng ta canh mua trong những cái nhịp giảm. Ví dụ GVR các anh chị canh mua sát cái vùng 15.3 càng tốt này. BHR này, BHR chưa vượt được cái vùng 42 năm, do vậy thì rơi về nhịp test thì chúng ta mua đâu đó tầm 40.5 cộng trừ là hợp lý nha. Đó, một số con như vậy. SJC cũng tốt này, tuy nhiên không có điểm mua, SJC thì lại không có điểm mua nha. Rồi, một số các cổ phiếu như vậy thì mình phân tích nhanh trong cái buổi phân tích ngày hôm nay. Thì tổng thể thị trường của chúng ta vẫn đang trong nhịp chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, ngắn hạn vẫn là cơ hội để các anh chị mua những cái nhịp rung lắc. Khi mà có cái áp lực bán xảy ra cũng như là cái sự hoảng loạn trong ngắn hạn thì chúng ta vẫn có cái cơ hội để tham gia ở trong cái nhịp này các anh chị nhé. Do vậy thì các anh chị cơ cấu cũng như là cân nhắc canh lại những cái điểm mua mới tốt hơn, tuyệt vời hơn trong quá trình mà chúng ta đầu tư cũng như là ngắn hạn ở trong những cái nhịp này. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh đầu tư chứng khoán Minh Phụng của chúng ta. Đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như là like video cũng như là chia sẻ video của chúng ta đến các anh chị nhà đầu tư cũng như là những người thân của các anh chị nhé.